Rồi, xin chào em, tiếp tục chào mừng anh em đến kênh YouTube bên Kim Bảo Audio. Em là Trần Trung, chuyên chia sẻ về các thiết bị âm thanh karaoke gia đình. Hôm nay là một cái video mà em chia sẻ cập nhật mới về cái mẫu Mirosure UR36D Plus. Cái mẫu này là trước Tết nha, tầm nói chung là tầm rất là lâu, tầm khoảng 2 tháng luôn á, bên em mới có lại hàng và rất là nhiều anh em hỏi. Tại vì về hàng là có những sự thay đổi, em sẽ lên video cập nhật cho anh em. Tránh trường hợp anh em mới mua hàng thì tại sao lại anh em nói là tại sao đợt trước khác, đợt này nó khác, thì cái này tùy theo cái thời điểm nhập hàng về nha. Thì mỗi lần đợt nhập hàng về thì em sẽ cố gắng lên một cái video mới đó, để anh em có thể tham khảo. Giá cái này hiện tại thì tầm khoảng 2 triệu đồng nha anh em, 2 triệu đồng Shure UR36D. Rồi về đầu tiên á, về chất lượng âm thanh thì hầu như nó sẽ không thay đổi gì hết. Anh em có thể xem cái con trước em đã từng lên bao mạch rồi, và con này bao mạch nó cũng sẽ y chang thôi nha anh em. Đây, bốn hộp sóng và hai tụ Shure lớn đây nha, bốn hộp sóng hai tụ Shure lớn lớn và vĩ mạch đen nha, vì mạch đèn đây, yên tâm mà sử dụng. Cái này có thể tháo ra được. Nói chung em đã xin nhà hãng một cái video rồi, em sẽ tháo ra đây. Anh em xem nè, em tháo ra là sẽ mất tem bảo hành của bên em rồi nè, chắc chắn con này nhà hãng chưa chắc gì bảo hành cho bên em nếu như mà xảy ra vấn đề. Thì em xin phép nhà hãng một cái con thôi để em làm video cho anh em xin phép nhà hãng một cái video, một con máy để làm cho anh em xem. Đó, nếu như anh em tin tưởng ủng hộ thì có thể liên hệ với em, số điện thoại trên màn hình nha, và cam kết tất cả các con hàng sau đều sẽ giống như vậy, anh em yên tâm. Bên em đã làm kênh YouTube này từ năm 2019 tới giờ rồi, và em không chỉ bán hàng trên YouTube không thôi, và em còn bán hàng ở trên website có địa chỉ rõ ràng. Anh em khi nhìn góc bên tay phải là có địa chỉ rõ ràng nha, chứ không có bán hàng lơm cơm, nên anh em yên tâm. Đó, Shure R36D, và về chất lượng bên trong nó hoàn toàn không có thay đổi gì, và có một số cái nó bị lỗi như thế này. Đây anh em để ý nè, nó không phải là chữ Blood, nó bị in nhầm thôi. Đây là in nhầm thôi nha em nè, in nhầm thôi nè, UR36D B, đúng là chữ U với chữ L nó thay đổi vị trí cho nhau nè. Đó, U với chữ L thay đổi vị trí cho nhau nha. Nó chỉ thay đổi về cái đây, nó không phải thay đổi nó mà nó khi mà nó phun máy lên đó, nó bị phun nhầm thôi, không có gì hết nha. Cái này là thứ nhất, đó, bị phun nhầm thôi. Còn chất lượng thì nó hoàn toàn như nhau. Đó, anh em xem. Chỉ là hình thức bề ngoài thôi nha, hình thức bề ngoài xíu như này thôi. Đó. Rồi, cái cập nhật tiếp theo là về cái tay cầm thì vẫn sẽ là y như cũ đây, trông rất là sang, rất là đẹp như thế này. Về hình thức tay cầm thì sẽ y như cũ thôi. Đây, Shure UR36D, U6D Plus. Em có nói thiếu hiện em không cảm thấy đây. Trên tay cầm thì nó không có thay đổi nha. Đây, trên tay cầm vẫn là sẽ là chữ Plus này. Đó, tay cầm vẫn sẽ chữ Plus. Về hình thức, về cách bỏ pin thì vặn ra, vặn qua bên trái này, kéo này xuống, kéo này xuống. À, chưa vặn hết này. Đấy, anh em đẩy lên, đó nha. Còn khi mà anh em xài xong thì anh em bỏ vào đẩy xuống, đẩy nó xuống. Anh em bỏ nó vào này. Đây, anh em bỏ nó vào này. Đẩy nó xuống và vặn qua ngược lại là xong nha. Đó, cách bỏ pin. Về hướng dẫn sử dụng em đã từng làm rồi. Đây là một cái video mà em cập nhật hàng về thôi. Là có những thay đổi như vậy. Rồi. Về cái cụm mic bên trong nó cũng sẽ có sự thay đổi nha. Đây. Cái cụm mic bên trong cũng sẽ có sự thay đổi một tí so với những con cũ. Nói chung về giá em nhập lại, về giá em nhập á, thì nó cũng không có thay đổi đâu, giá em nhập vẫn giá như cũ, thì em sẽ vẫn để cho anh em giá như cũ nha. Nếu như mà em nhập về đô hàng sau có giá thay đổi thì em sẽ cập nhật cho anh em, còn giá hiện tại này vẫn như cũ thôi nha. Con này hiện tại thì tầm khoảng 2 triệu một con thôi. Đó. Nó sẽ thay đổi như thế này. Rồi, em chỉ cho anh em là hai cái thay đổi rồi đúng không? Đây là một cái chữ Blood, nó sai chữ U chữ L, cái con mít nè. Đó. Và một cái nữa thì cái tem bên trên. Đấy. Đấy, cái này là này, một cái này là một số anh em nó bắt buộc này. Em chia sẻ một tí nha, mấy con này á về cơ bản nó đã là hàng nhái hàng giả rồi anh em, dùng từ loại một cho sang mồm ấy, sang miệng thôi. Về cơ bản là nó hàng nhái hàng giả rồi, một số anh em hiểu lầm con này là hàng chính hãng, cái bắt buộc phải có cái tem Shure trên này anh em mới mua. Đây, đợi em xíu nha. Rồi, em không có con máy ở đây, bắt buộc anh em bắt buộc kêu phải có cái tem Shure trên này anh em mới mua. Thực chất con này đã hàng nhái hàng giả rồi, làm gì có tem Mỹ rồi trên này được. Thực chất là nhà phân phối người ta dán lên thôi, nhà sản xuất người ta dán lên thôi, và đợt này đi gấp quá thì anh em mong hàng thì đi gấp quá thì chưa kịp dán lên, đợt này sẽ không có cái tem trên này nha. Nhưng tụi em vẫn sẽ bảo hành cho anh em 1 năm thoải mái, và một đổi một là trong 30 ngày đầu nha, chỉ không có tem trên này thôi. Và khi mua hàng em sẽ dán tem bên em lên, và có tem bên hông nữa, niêm phong máy lại để tránh trường hợp anh em mở ra. Đó. Những cái thay đổi như vậy. Em nói lại nha, những con này nó chỉ là hàng loại một thôi, và anh em xem bao mạch bên trong và côn mít đầy đủ rồi. Đó. Thì cam kết hàng cho anh em khi mua hàng á, bên em phải đóng lại nha, anh em phải đóng lại. Đó, bên em phải đóng lại như vậy, và trên bên hông này sẽ có, trên này sẽ có một cái tem của em ở đây và một cái tem em dán lại ở đây, nên yên tâm em dán cái tem của em lại
và bảo hành cho anh em 1 năm, một đổi một là 30 ngày đầu đó anh em. À quên, còn một cái nữa, khâu cuối cùng cắm cái nguồn điện vào vô cho anh em xem nha, để có sự thay đổi gì về cái đây. Nó vẫn không thay đổi gì nha anh em, phía trước nó hơi mờ là cho nó có lớp màng phía trước đó, anh em hãy lột ra nha. Đó, và nút nguồn là anh em giữ nha, anh em giữ nó mới tắt được, bật và tắt đó. Đây, khi mà có nguồn nó mới màu đỏ nha. Một số anh em kêu là mua cái nút nguồn này phải màu đỏ anh em mới nhận, thì anh em phải bật lên nó mới màu đỏ được đó, bật lên mới màu đỏ được nha. Tắt anh em giữ giúp em đó, không có sự thay đổi hết. Về hướng dẫn sử dụng em cũng từng làm rồi nha, hướng dẫn sử dụng thì đây lớn nhỏ âm lượng nè, xét tần số nè, đao nè, dò sóng sạch nè, đó đầy đủ cho anh em cần tham khảo thì có thể liên hệ bên em đó, cập nhật một số thay đổi như vậy. Con này chỉ là hàng loại một thôi nha anh em, không có hàng chính hãng đâu anh em, đừng có lầm tưởng giá 2 triệu là có hàng chính hãng đấy. Như con xua này, cái xua linh tinh thì không có hàng chính hãng được nha. Rồi, loại một thôi và vẫn bảo hành thoải mái yên tâm. Con này cho sự kiện được, vẫn là sẽ là bốn râu nha, bốn râu bốn tem, bốn râu bốn tem đó. Và đầy đủ phụ kiện nè, nguồn này, pin này, chống lăn này và số ly đó, một bộ micro chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi, về cơ bản là như vậy. Một cái video mà cập nhật hàng thay đổi cho nên anh em cần tham khảo thì có thể liên hệ bên em, số điện thoại trên màn hình 0979 778 678 hoặc là ghé địa chỉ bên em lấy nha, 276 sẹt 7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em đang xem thì cho em một like, một đăng ký kênh và xin chào, hẹn gặp lại anh em.